Xin chào, hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Trung nhắm mục tiêu WeChat và TikTok trong cuộc leo thang gay gắt với Trung Quốc. Grab ra mắt sản phẩm đầu tư vi mô khi mở rộng dịch vụ tài chính. Các nhà nghiên cứu nói rằng blockchain là chìa khóa cho nền kinh tế siêu kết nối trong tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung nhắm mục tiêu WeChat và TikTok trong cuộc leo thang gay gắt với Trung Quốc. Washington đã công bố các hạn chế sâu rộng đối với hai mạng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc là TikTok và WeChat. Một sự leo thang mạnh mẽ về cuộc đối đầu Trung Quốc có khả năng bị trả đũa. Hai lệnh hành pháp được ban hành vào cuối thứ năm và có hiệu lực sau 45 ngày. Viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn bất kỳ giao dịch nào với WeChat hoặc là TikTok của người nào liên quan đến tài sản thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ. Đơn đặt hàng về cơ bản đặt ra thời hạn 45 ngày để mua lại TikTok, công ty đang được Microsoft mua lại. Theo thông báo, ông Trung cáo buộc WeChat do Tencent sản xuất và TikTok do Biden thực hiện cung cấp kênh do Đảng Cộng sản Trung Quốc, lấy thông tin độc quyền của người Mỹ, theo dõi công dân Trung Quốc ở nước ngoài và thực hiện các chiến dịch thông tin sai lệch để thu lợi. WeChat được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, đặc biệt là bởi những người gốc Trung Quốc để giao tiếp với bạn bè, đọc tin tức và thực hiện các giao dịch kinh doanh. Và lệnh cấm như vậy có thể cắt đứt nhiều giao tiếp không chính thức giữa người dân Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các câu hỏi vẫn là liệu đơn đặt hàng có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp gắn liền với Tencent và công ty mẹ của WeChat, một nhà đầu tư trong nhiều công nghệ khởi nghiệp và chơi game nổi tiếng của Mỹ hay không? TikTok đang đàm phán với ít nhất 3 công ty Mỹ khác, bao gồm cả Microsoft, liên quan đến việc mua lại tiềm năng kinh doanh của TikTok. Tuần trước, Microsoft cho biết họ có kế hoạch theo đuổi các cuộc đàm phán để mua dịch vụ TikTok ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand và sẽ thực hiện vào ngày 15 tháng 9. Các quan chức chính quyền Trung ngày càng lo lắng rằng WeChat cung cấp cho chính phủ Trung Quốc không chỉ là một cách để thu thập dữ liệu và thông tin trong nước Mỹ mà còn là một kênh mạnh mẽ để truyền bá các bài tường thuật và thông tin sai lệch thay thế. Nhưng các trường hợp an ninh quốc gia chống lại TikTok và WeChat vẫn chưa rõ ràng, ngay cả trong cộng đồng an ninh quốc gia và các cơ quan tình báo của quốc gia vẫn có những nghi ngờ rằng Hoa Kỳ có thể cắt đứt thành công mạng lưới và công nghệ của mình ra khỏi Trung Quốc. Cũng có nhận định rằng một số lượng lớn thông tin liên lạc sẽ chạy qua các máy tính, mạng và thiết bị chuyển mạch do Trung Quốc kiểm soát, bất kể chính phủ Mỹ làm gì. Grab ra mắt sản phẩm đầu tư vi mô khi mở rộng dịch vụ tài chính. Grab Financial, chi nhánh fintech của Grab lớn nhất Đông Nam Á, đã công bố giải pháp đầu tư vi mô đầu tiên của mình, Auto Invest. Với dịch vụ mới, người dùng Singapore sẽ có thể đầu tư khi họ chi tiêu cho các giao dịch Grab hàng ngày của họ. Trong mỗi giao dịch được thực hiện bởi các dịch vụ của Grab để kiếm được lợi nhuận khoảng 1,8% mỗi năm. Sau đó có thể được chuyển trực tiếp vào phí GrabPay của họ. Grab cũng đã công bố các sản phẩm khác, bao gồm cả cho vay tiêu dùng thông qua nền tảng bên thứ ba. Ngoài ra, nó đã mở rộng dịch vụ mua ngay trả sau cho một số trang web thương mại điện tử nhất định để người dùng có thể chia ra các khoản thanh toán của mình thành các khoản trả góp hàng tháng thông qua Pay Later, Instalment hoặc khoản thanh toán sang tháng tiếp theo của Pay Later Postpay. Grab dự kiến sẽ có một số người bán trực tuyến cung cấp dịch vụ Pay Later của mình khi ra mắt. Sau đó sẽ bổ sung hơn 100 người nữa tại Singapore và Malaysia vào cuối năm nay. Các nhà nghiên cứu nói rằng blockchain là chìa khóa cho nền kinh tế siêu kết nối trong tương lai. Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường HKF Research, công nghệ blockchain sẽ đóng một vai trò quyết định trong việc thiết lập nền kinh tế siêu kết nối trong tương lai. Blockchain tạo điều kiện cho sự hợp tác quy mô lớn. Báo cáo giải thích rằng toàn bộ hệ sinh thái đang được phát triển dựa trên các dịch vụ do các tổ chức khác nhau cung cấp. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng không có tổ chức nào sở hữu toàn bộ trải nghiệm của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh và đồng nghiệp cần tìm ra cách hợp tác. HKPS tin rằng blockchain có 6 tính năng chịu trách nhiệm cho sự thành công và việc áp dụng trong tương lai. Các tính năng này bao gồm khả năng điều khiển chia sẻ dữ liệu phân tán, cách giảm niềm tin dựa trên sự đồng thuận, tính bất biến, bảo mật được đảm bảo bằng cách băm dữ liệu, hợp đồng thông minh và tính linh hoạt để có thể sử dụng các hệ thống được phép hoặc không được phép. Theo báo cáo, số lượng tương tác dành cho các dịch vụ blockchain tăng gần gấp đôi vào năm 2019 và hơn 15% các giải pháp blockchain đang ở giai đoạn sản xuất, tăng gấp 3 lần so với năm 2018. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.